Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 106. Chương 1051, tại sao ta lại chết? 2. Lúc còn rất nhỏ, nàng bởi vì gia đình không giàu có mà tự ti mẫn cảm. Sau khi cậu cả thành anh hùng, nàng tìm lại được dũng khí của bản thân, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nàng cũng không biết bản thân có thể làm gì. Cho tới giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện những người khác đều có việc của bản thân, ngoại trừ nàng, không có. Á Sơn nghĩ tới con gái Thái Ni của mình, đột nhiên cười nói, còn ngươi, Vĩnh Hoa, ngươi muốn làm gì? Vĩnh Hoa lắc đầu, ta không biết. Á Sơn nói, vậy ngươi có thể nghĩ thật kỹ, tuân theo bản tâm mà chọn việc. Đắm chìm trong việc bản thân muốn làm là một việc rất vui vẻ. Phong Thành cũng lộ ra nụ cười tươi, tán đồng gật đầu, quả thật như thế. Ta bây giờ có chuyện bản thân muốn làm, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vĩnh Hoa vô cùng hâm mộ Á Sơn cùng Phong Thành có chuyện bản thân muốn làm, cẩn thận hỏi, vậy. Á Sơn ca ca, Phong Thành ca ca, chuyện các ngươi muốn làm là gì? Á Sơn cười nói hặc hặc, đương nhiên là xử lý chuyện mà Duy Lão Đại giao xuống. Ta muốn dùng năng lực của mình, giúp Duy Lão Đại hoàn thành mục tiêu. Phong Thành nói, ta thì đơn giản hơn một chút, chỉ muốn đi theo Duy Lão Đại làm vài việc, làm gì cũng không sao cả. Vĩnh Hoa còn tưởng hai người bọn họ sẽ nói ra điều gì to tát như vì nhân loại, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Nàng khó hiểu nói, đây cũng là điều muốn làm sao. Á Sơn gật đầu, đương nhiên rồi, tuân theo bản tâm, muốn làm gì thì làm đó. Vĩnh Hoa mê mang, tuân theo bản tâm. Trước khi đi, Vĩnh Hoa đem cơm hộp giao cho Á Sơn cùng Phong Thành, sau đó nói, qua một tháng nữa, ta liền lên đại học, khi đó liền không có thời gian thường xuyên tới thăm các ngươi rồi. Tiếp đó, nàng mang theo nghi hoặc rời đi, một lần nữa tự hỏi bản thân, mình muốn làm gì. Có lẽ cũng chỉ có chính nàng mới biết được đáp án. Lại qua hai tháng, buồng dinh dưỡng cuối cùng cũng được cải tạo xong, Phong Thành lần nữa làm người đi tiên phong, dưới lo lắng chờ đợi, lại qua một tháng, rốt cuộc không còn xảy ra vấn đề nào khác. Sau đó bản thê của ba người đều được đặt vào trong buồng dinh dưỡng, bị Tô Hạo giấu ở trong không gian cấp 2. Hôm nay, Tô Hạo gửi tới một tin nhắn, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian trở về thì không biết, có chuyện gì, có thể nhắn tin cho ta. Rõ Duy Lão Đại truyền tống, Tô Hạo biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, chính là hành tinh đặt trạm tiết tế của bát thú tộc. Tạch tạch tạch, trước tiên biến thân thành bát thú thần, đủ loại phòng hộ xuất hiện trên người. Lại liên tục dịch chuyển, đi vào trong vũ trụ. Sau đó hắn phát hiện nơi đây dựng mới một trạm tiếp tế của bát thú tộc. Ồ, lại dựng trạm tiếp tế trên viên tinh cầu này. Nơi này là nơi quan trọng hắn đặt trạm trung chuyển cùng định vị thạch. Sao có thể để bát thú tộc thoải mái thành lập trạm tiếp tế? Hắn không suy nghĩ quá nhiều, xuất hiện phía trên trạm tiếp tế, chỉ điểm xuống dưới. Phá hư pháo oành, một chùm ánh sáng hiện lên, tiếp đó là tiếng nổ mạnh. Nhưng mà chuyện này không còn liên quan tới Tô Hạo, lần nữa hắn hiện thân, đã là ở trong vũ trụ rộng lớn. Giáp thủy tinh điên cuồng mọc ra, ở bên ngoài cơ thể tạo thành một đống phù văn, 50 quả nguyên châu cao cấp theo đó xuất hiện, khảm lên trên phù văn. Kích hoạt, trận pháp dần dần sáng lên, từng đạo vòng tròn bảo hộ lên thân Tô Hạo. Ông, sau một tiếng kêu, xúc tu tinh thần của Tô Hạo cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một độ lệch. Dựa theo đẳng cấp phân chia mà nói, thuộc về động cơ dọc cấp 3, có thể di chuyển với vận tốc gấp 39 lần tốc độ ánh sáng. Thành công rồi sao? Trong lòng Tô Hạo mừng rỡ không thôi. Hắn cảm nhận được bản thân đang gia tốc, mấy tinh cầu xung quanh lui lại phía sau, càng lúc càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thần niệm của Tô Hạo đã mất đi cảm giác với ngoại giới, đến cả ánh mắt cũng không nhìn được ngôi sao trong vũ trụ. Chỉ có thể nhìn thấy điểm sáng không ngừng kéo dài, biến thành một mảnh ánh sáng hẹp dài, cảnh sắc vũ trụ dần biến thành một tình cảnh khác. Giống như cảnh vật thấy được trên diêu tinh hào. Động cơ dọc bản thân, thành công. Hiện tại ta có thể di chuyển với vận tốc vượt ánh sáng. Ha ha ha, trời cao biển rộng, Tô Hạo ta đến rồi. Lại di chuyển tiếp tục hai ngày,
Tô Hạo quyết định dừng chân lại, quan sát bản thân. Tô Hạo đình chỉ năng lượng vận hành quanh bản thân, thời không xung quanh dần dần bình phục lại, chỉ trong nháy mắt, tuyến ánh sáng biến mất, hắn lần nữa thấy được các chòm sao trong vũ trụ. Sau một giây, ở trong vũ trụ yên tĩnh lóe lên một tia sáng pháo hoa. Mà bản thể Tô Hạo giấu trong không gian cấp 2 cũng mở to mắt, kinh ngạc nói, tại sao ta lại chết? Chương 1052, nhanh hơn nữa. Tô Hạo vô cùng khó hiểu, hắn dùng tinh quang du để dạo chơi rất hoàn hảo đấy, nhưng vừa dừng lại, đột nhiên người liền chết. Cái này so với hạt chảy ở kiếp trước càng thêm đột ngột, đến cả thời gian phản ứng cũng không có. Hắn tiến vào quả cầu không gian, phát đi phát lại cảnh bát thú thần tử vong. Cuối cùng xác nhận, bất hạnh của hắn là do một tiểu thiên thạch đánh lén. Sau khi dừng lại tinh quang du, hắn thoát khỏi di chuyển bẻ cong không gian cùng bảo vệ của không gian, trực tiếp lấy tốc độ ánh sáng đánh lên một viên thiên thạch không lớn không nhỏ. Dưới sự va chạm tốc độ cao như vậy, cho dù hắn là bát thú thần, tu sĩ hóa thần cảnh, đều vẫn phải chết. Tô Hạo nhịn không được phàn nàn nói, ta đây đúng là không may mà, mới dừng lại, vừa vặn va phải một viên thiên thạch. Nếu dừng lại chậm rãi, có thể tránh được viên thiên thạch này rồi. Chuyện này so với đợi kết quả xổ số còn kích thích hơn, làm cho hắn không khỏi nghi mình có thuộc tính bẩm sinh không may mắn, hệ thống vận rủi chỉ là bổ sung vào. Rất nhanh, Tô Hạo lâm vào trong suy nghĩ, nói như vậy, trước khi phi thuyền đóng động cơ dọc, đều phải trải qua vô số tính toán, cho ra điểm rơi an toàn, mới có thể đóng lại động cơ dọc. Mà một khi khởi động động cơ dọc, trước khi đi đến điểm cuối, cũng sẽ không dừng lại giữa đường, ngoài trừ do đặc điểm của bản thân động cơ dọc ra, còn có nhân tố tránh đi nguy hiểm như vậy. Nói cách khác, ta tuy rằng có thể tự do khống chế đóng mở tinh quang du, nhưng không cách nào xác định sau khi bản thân dừng lại, có tránh được nguy hiểm khác không. Ví dụ như, vừa vặn va phải một quả hành tinh. Mặc dù đối với vũ trụ rộng lớn mà nói, xác suất này vô cùng nhỏ bé, gần như bằng không. Ta không thể dựa vào vận khí được, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lần đầu tiên thử nghiệm liền chết đi một hóa thân bát thú thần, làm cho Tô Hạo không dám tin tưởng vào vận khí của mình nữa. Hắn không có khả năng như phi thuyền nhân loại, trước tinh toán điểm rơi, sau đó di chuyển, bởi vì tương lai các loại tình huống hắn gặp phải. Do với phi thuyền còn phức tạp hơn nhiều, hắn cần chính là tính linh hoạt trong tinh quang du, tức là dạo chơi giữa các chòm sao. Làm sao bây giờ? Trong quá trình vận chuyển, có không gian đặc thù bảo hộ, cũng không lo lắng vấn đề va chạm với thiên thạch. Nói cách khác, chỉ cần ta một mực duy trì không gian bảo hộ, liền có thể tránh được nguy hiểm. Vấn đề là, sau khi tinh quang du dừng lại, phao không gian cũng theo đó biến mất. Mà không gian cấp 2 cùng với bình chướng không gian đối với vận động tốc độ cao, cũng không cách nào hiệu quả. Suy nghĩ một hồi, Tô Hạo đã có phương án sơ bộ, dùng tiểu thế giới làm vật hỏa hoãn. Trước tạo ra một tiểu thế giới phù hợp, thân thể của Tô Hạo đặt ở bên trong. Sau đó dùng tinh quang du bao trùm lên tiểu thế giới, mang theo tiểu thế giới tiến hành di chuyển. Bởi vì mặc kệ tiểu thế giới ở ngoại giới di chuyển với tốc độ nhanh đến đâu, nhưng không gian bên trong tiểu thế giới vẫn rất cố định, mà Tô Hạo đợi ở bên trong, tương đối bất động. Như vậy vào thời điểm này, cấp 2 không gian cùng bình chướng đổi hướng không gian của hắn liền có hiệu quả, từ đó tránh đi bất luận va chạm nào diễn ra. Kể từ đó, sau khi kết thúc giai đoạn di chuyển vận tốc cao, cho dù mặt hắn đánh lên hành tinh, cũng có thể thông qua không gian cấp 2 cùng bình chướng đổi hướng không gian tránh đi. Nghĩ là làm liền, Tô Hạo lần nữa khởi động trình tự điều khiển phân thân. Trong nhà xưởng trưng bày thần, một đầu bát thú thần đột nhiên mở to mắt, hướng phía ngoài bước ra. Thân thể mới, còn cần 1-2 tiếng để thích ứng. Vì vậy hắn ở trong tiểu thế giới làm đủ loại động tác, mau chóng làm quen thân thể. Á Sơn cùng Phong Thành lóe lên xuất hiện, lập tức phát hiện trong kho hàng thiếu đi một cỗ bát thú thần, không chắc hỏi, Duy lão đại. Tô Hạo gật đầu giải thích nói, vừa mới ra ngoài dạo, một vòng, thân xác liền chơi đến hỏng mất, vì vậy đổi một bộ mới, đang thích ứng lại, sau khi thích ứng xong, ta lại ra ngoài chơi một chuyến. Á Sơn Phong Thành đưa mắt nhìn nhau, đây chính là đỉnh cấp bát thú thần. Bọn hắn nghĩ mãi không rõ, phải chơi thế nào mới có thể chơi đến hỏng mất. Tốc độ thích ứng của Tô Hạo rất nhanh, lần nữa truyền tống, xuất hiện bên trên tinh cầu tiếp tế. Nhìn qua, ồ, một chiếc chiến hạm Trưng Ngư, chúng nó tới đây để điều tra sao. Sau đó Tô Hạo dịch chuyển mấy lần tới gần chiếm hạn,
đưa tay một quyền đánh ra, tỏa tử quyền. Sau một khắc, bát thú tộc bên trong nháy mắt tử vong. Tiếp đó dịch chuyển vào bên trong, thuần thục đem các loại truyền tin liên lạc dừng lại, bỏ vào trong tiểu thế giới. Chiếc chiến hạm này bây giờ là của Tô Hạo. Thuận tiện ở trong nhóm gửi một tin nhắn, Á Sơn Phong Thành, ta nhặt được một chiếc chiến hạm, các ngươi tìm thời gian nghiên cứu một chút, ở trong chợ thủ vạn năng có nhiều kỹ thuật đối ứng với bát thú tộc. Á Sơn trả lời, rõ, Duy lão đại. Phong Thành, nhặt được hay sao? Nhặt ở nơi nào, ta cũng muốn đi. Tô Hạo, khắp nơi trong mảnh tinh vực này đều có, chỉ cần bản thân đi tìm là được. Á Sơn gửi tới một icon hoảng sợ. Tô Hạo bàn giao xong, lần nữa bay vào vũ trụ, tiến hành thử nghiệm tinh quang du lần thứ hai. Hắn trước sáng tạo ra một tiểu thế giới, tiến vào bên trong, sau đó giáp thủy tinh lan tràn ra ngoài. Bao bọc tiểu thế giới, lại tạo ra vô số phù văn trang trịt, ngay sau đó khảm vào bên trong 50 miếng nguyên châu cao cấp, khởi động. Không gian trước sau dần dần bị nén lại, bao trùm lên thân Tô Hạo giúp hắn gia tốc về phía trước, càng lúc càng nhanh, ở trong nháy mắt, hắn lần nữa mất đi cảm giác với ngoại giới. Tinh quang du, lần nữa khởi động thành công. Một ngày sau, hắn ở bên trong tiểu thế giới bố trí bình chướng đổi hướng không gian. Sau đó đâm đầu vào trong một viên thiên thạch bình thường, ở trong thời gian cực ngắn, Tô Hạo lại từ bên kia chui ra, lông tóc không chút tổn hại. Thành công. Tô Hạo cười to không ra tiếng, không vậy mà dừng lại, lần nữa khởi động tinh quang du, tùy ý lựa chọn một phương hướng, liền di chuyển siêu tốc. Từ động cơ dọc cấp 3 đến động cơ dọc cấp 4, sau đó là cấp 5, cấp 6. Sau khi đạt tới cấp độ cao nhất là cấp 8, Tô Hạo liền cảm giác năng lượng mà bản thân phát ra đã hết sức rồi. Di chuyển động cơ dọc cấp 8, vận tốc liền đạt đến gấp 1024 lần vận tốc ánh sáng. Nghe nói chiến hạm nhanh nhất của bát thú tộc cũng không đạt được trình độ này. Hắn thầm nói, cấp 8 là cực hạn của ta sao? Hắn thử nghiệm một phen, phát hiện vô luận phát ra năng lượng thế nào đều không thể làm cho tỷ lệ hút không gian cao hơn. Chỉ với gấp 1024 lần ánh sáng, còn lâu mới đạt đến mong muốn của hắn. Đường kính đại khái của hệ vân hoàn là 20 vạn năm ánh sáng, nếu di chuyển với vận tốc cấp 8, như vậy cũng cần phải tốn 200 năm mới có thể đi ngang qua cái hệ hành tinh này. Chút tốc độ này, đòi dạo chơi trong vũ trụ. Chưa đủ, ta còn có thể nhanh hơn. Trận pháp chỉ có thể đạt tới cấp 8, nhưng ta cũng không phải chỉ có trận pháp mới ảnh hưởng đến bể cong không gian, mà còn có xúc tu tinh thần cùng mô đun không gian. Như vậy, Tô Hạo tập trung tinh thần, phù văn hạch tâm trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ở phía trước không ngừng trồng lên mô đun không gian. Đồng thời xúc tu tinh thần thò ra, phối hợp với trận pháp, cố hết sức mở rộng không gian. Sau một giây, không gian phía trước mặt Tô Hạo điên cuồng vặn vẹo. Giờ là cấp 9. Tô Hạo cảm thấy áp lực lên tinh thần của mình cực lớn, bất quá hắn không có để ý, dù sao cũng là bát thú thần, chơi hỏng thì đổi một cỗ thân thể mới. Nhưng vô luận thế nào, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì ở cấp 9, tốc độ ước chừng là 1900. Muốn đi ngang qua hệ vân hoàn cũng cần tốn 100 năm. Hơn nữa còn muốn duy trì trạng thái di chuyển tốc độ cao, áp lực rất lớn. Tô Hạo lắc đầu, làm không được, dựa theo tiết tấu này, không cần 100 năm, chỉ cần 5 năm, tinh thần lực của bát thú tộc liền hỏng mất. Xem ra, ta còn cao hứng quá sớm, hiện tại chỉ mới là thành công bước đầu mà thôi. Kế tiếp, hắn cần một bên nghiên cứu ra động cơ dọc cấp 9, một bên thử nghiệm các loại phương án. Ví dụ như, phi hành gián đoạn, mang theo tinh thần chi nhãn quan sát tín hiệu ngoại giới, phối hợp với Á Sơn Phong Thành thử nghiệm các loại tín hiệu. Sau đó, Tô Hạo thành công đem bát thú thần thứ hai chơi hỏng, lần nữa từ trong không gian cấp 2 tỉnh lại. Không ngoài sở liệu của ta, lại chết một lần. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1053, thật xin lỗi, 1. Sau khi Tô Hạo tiến hành các loại thử nghiệm, động cơ dọc không ngừng bị dày vò, mất đi cân bằng hỏng mất. Sau khi tan vỡ liền sinh ra năng lượng hỗn loạn, trong nháy mắt đem phân thân bát thú thần xé nát. Trong nháy mắt không gian mất đi cân bằng, thời không lâm vào áp lực cực độ bên trong, làm cho hắn không cách nào nắm bắt được dao động không gian. Bất kể là không gian cấp 2 hay bình chướng không gian đều trong nháy mắt mất đi tác dụng. Tỷ lệ bẻ cong của tinh quang du càng lớn,
vậy độ phá hư tạo ra cũng lớn theo, đến cả Tô Hạo cũng không biết thân thể phải cường đại đến cỡ nào mới bảo toàn khỏi không gian uốn lượn này. Bất quá, một cỗ thân thể bát thú thần có thể giúp Tô Hạo hiểu rõ mọi tình huống khi sử dụng tinh quang du, bảo đảm tương lai an toàn, cái giá này bỏ ra rất đáng. Sau khi đầu bát thú thần này bị phá hủy, Tô Hạo cũng không có ý định dừng lại thử nghiệm tinh quang du, hắn khống chế một cỗ thân thể mới đi ra ngoài, ở trong ánh mắt ngơ ngác của Á Sơn cùng Phong Thành, bắt đầu hoạt động làm nóng người, sau đó truyền tống tới tinh cầu tiếp tế. Lần này cũng không gặp được chiến hạm bát thú tộc, có lẽ qua mấy lần tử vong khó hiểu, làm cho bát thú tộc từ bỏ viên tinh cầu này rồi, cũng có lẽ bọn họ đang chuẩn bị phái chiếm hạm mạnh hơn tới. Không sao cả. Rất nhanh, Tô Hạo lần nữa tiến vào trong vũ trụ, thử đủ các loại cách dùng tinh quang du. Dưới nhận định của hắn, kỹ năng này phải được như trong tưởng tượng, thoáng cái chính là cách nghìn dặm. Bây giờ có lẽ chưa được, hắn cần dựa theo trình tự, từng bước khởi động tinh quang du, quá trình này đại khái cần hơn 30 giây. Bất quá, từ số lần sử dụng tăng lên, hắn tất nhiên sẽ càng thêm hiểu rõ tinh quang du, năng lực phát động sẽ càng lúc càng nhanh. Lật tay khởi động tinh quang du ngao du khắp vũ trụ, không còn là mộng tưởng. Thời điểm triệt để nắm giữ kỹ năng này, cấp độ sinh mạng của hắn không còn là sinh vật tinh cầu, mà sinh vật vũ trụ. Toàn bộ tinh hệ khổng lồ có thể mặc hắn qua lại. Về phần nói lúc nào có thể vượt ra ngoài tinh hệ, khục, lại nói sau. Dù cho nắm giữ kỹ thuật di chuyển vượt qua ánh sáng, nhưng khoảng cách giữa các tinh hệ vẫn như cũ không cách nào vượt qua. Khoảng cách bình quân giữa các tinh hệ trong vũ trụ đại khái tầm 200 đến 400 vạn năm ánh sáng, nói cách khác. Tô Hạo để muốn từ tinh hệ này qua tinh hệ khác, liền cần dùng tinh quang du chi chuyển hơn mấy nghìn năm mới có thể đến nơi. Nghĩ tới thôi cũng khiến da đầu người khác run lên. Ngay tại thời điểm Tô Hạo một mình du ngoạn khắp hệ Vân Hoàn, Á Sơn cùng Phong Thành đang thảo luận làm sao đem chiến hạm bát thú tộc tháo dỡ. Dày vò hồi lâu, bọn hắn phát hiện lấy tri thức giới hạn của bản thân, không cách nào làm được. Vẻ mặt Phong Thành mê man nhìn chiếc phi thuyền khổng lồ trước mặt, lẩm bẩm nói, Á Sơn lão đại, bằng không chúng ta dùng bạo lực tiến hành giải mã đi. Cho ta một phút, ta liền khiến nó chia năm xẻ bảy. Á Sơn nói nhảm, nếu cần phá hủy còn cần đợi ngươi động thủ. Phong Thành vỗ phi thuyền, bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đứng một chỗ nhìn được. Á Sơn đi một vòng quanh phi thuyền khổng lồ, suy tư một hồi rồi nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ học tập kỹ thuật chế tạo phi thuyền. Bên trong có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, cũng đáng để chúng ta học tập, một bên học một bên tháo đi. Phong Thành nói, Á Sơn lão đại, như vậy tốc độ quá chậm. Chờ Duy lão đại trở về, chúng ta chưa chắc đã làm xong. Bằng không, chúng ta ra ngoài vũ trụ nhặt nhiều phi thuyền một chút. Một bên nhặt một bên hủy, nghe Duy lão đại nói, ở bên ngoài còn có rất nhiều phi thuyền. Hai mắt Á Sơn sáng lên, nói hay lắm. Vậy Phong Thành ngươi chịu trách nhiệm đi nhặt phi thuyền, ta chịu trách nhiệm học tập cùng phá hủy. Phong Thành, quyết định vậy đi. Thế nhưng mà, ở trong vũ trụ bay quá chậm, không nhất định đuổi kịp. Á Sơn, đơn giản, không phải Duy lão đại đang thử nghiệm kỹ năng tinh quang du sao? Ngươi đem định vị thạch giao cho Duy lão đại, để hắn nhìn thấy phi thuyền rồi ném xuống. Vì vậy hai người vỗ đầu, nghĩ ra chủ ý hay này. Sau đó Tô Hạo thỉnh thoảng nhìn thấy phi thuyền, liền ném xuống một khối định vị thạch, hơn nữa tinh cầu có bát thú tộc cũng không tránh thoát khỏi. Đoạn thời gian kế tiếp, Á Sơn trở về căn cứ nghiêm túc đọc tài liệu, Phong Thành thì ở trong vũ trụ đi thu thập tri thức có liên quan về bát thú tộc. Chương 1054, thật xin lỗi, 2. Hôm nay, Vĩnh Hoa đi tới căn cứ thí nghiệm, lại nhìn thấy Á Sơn cùng Phong Thành, hai mắt trở nên đỏ bừng, nhưng nàng cố nén không nói một lời. Á Sơn cùng Phong Thành nhìn qua liền khó hiểu, chẳng lẽ gặp được hai người bọn họ liền kích động? Cũng không giống nha. Vĩnh Hoa ở bên ngoài phòng thí nghiệm của Tô Hạo dạo một vòng, phát hiện không có động tĩnh, xoay người muốn đi. Phong Thành nói, Vĩnh Hoa, Duy lão đại đi xa rồi. Vĩnh Hoa gật gật đầu. Đột nhiên Á Sơn hỏi, Vĩnh Hoa, ngươi làm sao vậy? Có chuyện không vui? Vĩnh Hoa lắc đầu, nhưng mà miệng mếu lại, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Hai người Á Sơn liếc nhau, đi đến trước mặt Vĩnh Hoa. Á Sơn trực tiếp hỏi, nói một chút xem ai bắt nạt ngươi, đại cữu ngươi không có ở đây,
nói cho chúng ta biết liền giống vậy. Vĩnh Hoa ô ô khóc lên, đợi nàng yên tĩnh lại, mới đem chân tướng nói ra. Mấy tháng trước, Vĩnh Hoa được nhập học vài đại học thắng lợi như nàng ước muốn. Thay đổi một hoàn cảnh mới, Vĩnh Hoa với tư cách hướng ngoại, rất nhanh thích ứng cuộc sống mới. Tiếc nuối chính là, thành tích học tập của nàng không tốt, đem hết sức học tập, cuối cùng vẫn rớt tín chỉ. Rớt tín chỉ cũng được thôi, nàng cho mình không đủ nỗ lực, nàng không nhụt chí, quyết định học kỳ tiếp theo càng thêm cố gắng. Học kỳ thứ hai, không biết thế nào, trong trường bắt đầu lưu truyền nàng là cháu gái của anh hùng Hứa Thế Cường. Sau đó nhiều thanh âm chua chát vang lên. Hoa Vĩnh Hoa. Dừng, chỉ là một sinh viên ngu dựa vào Hứa Thế Cường mà thôi, lấy trình độ của nàng, căn bản không có tư cách học ở đây. Cũng không phải sao. Nghe nói nàng rớt tín chỉ, còn tỏ ra nghiêm túc học tập, hặc hặc, cười chết mất. Không có biện pháp, có ít người không tự hiểu lấy mình, ỷ vào quan hệ trong nhà, cho rằng lên đại học liền tốt, bản thân có bao nhiêu lợi hại cũng không biết, chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi. Nói những lời này có tác dụng gì? Người ta không nhận ra chênh lệch giữa người và người, ha ha ha. Quả thật đáng buồn, nhân sinh không giống nhau, căn bản không cần công bằng, dù nàng cố gắng thế nào sao được như chúng ta chứ. Người bình thường định sẵn là người bình thường, không thể thay đổi. Loại thanh âm này càng ngày càng nhiều, cuối cùng thông qua ký túc xá Vĩnh Hoa, truyền tới tai nàng. Thời điểm nàng nghe được tin này, quả thật sợ đến ngây người, nàng chưa bao giờ biết rõ, mình ở trong mắt người ngoài, thật không ngờ lại như vậy, đối với nàng đả kích không thôi. Thời gian kế tiếp, nàng liền ngây ngốc, không có tâm học tập. Sau đó, tựa hồ trong lúc vô tình nàng lại nghe thấy có người chửi bới Tô Hạo. Nói cái gì mà, nói không chừng tên Hứa Thế Cường kia cũng là thổi phồng, giả anh hùng, trong hiện thực chẳng hợp thói thường, ai tin mới là đồ ngốc. Đồ vật trên mạng mà cũng tin sao? Video giả như vậy, còn có nhiều người tin tưởng, quả thật không thể tưởng tượng. Còn nói gì mà thiên tài nghiên cứu toàn năng, vậy sinh viên chúng ta tính là gì? Thế giới lớn như vậy, nhân loại đông như thế, nhưng người tỉnh táo không được nhiều lắm. Thật sự quá cô đơn lạnh lẽo đi. Thế giới này làm sao vậy? Chỉ trích bản thân, Vĩnh Hoa có thể chịu được, nhưng dội nước bẩn lên người cậu cả, Vĩnh Hoa nhịn không được nữa, liền cùng bạn cùng phòng nổi lên tranh chấp. Nhưng rõ ràng nàng nói không lại, bởi vì nàng cũng không biết giải thích thế nào, càng nói càng loạn, dẫn đến tức khóc. Á Sơn cùng Phong Thành nghe xong đưa mắt nhìn nhau, đây là nội dung máu chó gì vậy? Là tên gia hỏa đuôi mù nào, lại nhắm tới Duy lão đại. Loại chuyện này, Á Sơn nghe qua liền hiểu. Không có gì hơn tập đoàn lợi ích biết được Tô Hạo có địa vị cực cao, lại không cho bọn họ đặt một chân vào lợi ích, trong nội tâm không vui, liền nghĩ cách bôi đen, đả kích thanh danh của hắn. Tìm không được bản thân Hứa Thế Cường, vậy ra tay vào cháu ngoại nữ vậy. Nếu là lúc khác, Á Sơn cùng Phong Thành lười quản đến, chỉ cần đừng chạy tới trước mặt bọn hắn hô loạn là được. Người khác thích nói gì thì nói, bọn hắn nên làm gì thì làm, nếu tiện tay, một đường chụp chết là xong. Bất quá, tình huống lúc này lại khác biệt. Dám khi dễ cháu gái của Duy lão đại, hơn nữa còn là người thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho bọn họ. Tuy rằng đồ ăn được Vĩnh Hoa mang tới, không hợp khẩu vị của thần, nhưng cũng không thể nhịn được nha. Á Sơn kéo tay Vĩnh Hoa nói, đi, mang ta đi tìm bọn hắn, để xem miệng của tên nào lợi hại như vậy. Vĩnh Hoa rút tay về, lắc đầu nói, không cần. Á Sơn hiểu rõ tiểu tâm tư của cô nương này, chẳng phải sợ phiền toái sao. Đối với ba người bọn họ, thế nào là phiền toái? Vì vậy nói, không có việc gì, chủ yếu đi giải thích rõ ràng, thực lực của chúng ta không phải thấp, rất lợi hại đấy. Phong Thành cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, đúng, chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cũng không muốn về sau bọn họ nói xấu đại cữu ngươi, có đúng không? Vĩnh Hoa gật đầu. Vì vậy, Á Sơn Phong Thành mang theo Vĩnh Hoa ra ngoài. Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi tiểu thế giới. Chuyện kế tiếp vô cùng đơn giản, Vĩnh Hoa mang theo Á Sơn cùng Phong Thành tìm được bạn cùng phòng của mình. Thời điểm nàng muốn xem Á Sơn ca ca cùng Phong Thành ca muốn giải thích với bạn cùng phòng thế nào, đột nhiên, nàng phát hiện sự tình đã vượt ngoài mức dự đoán. Những người bạn cùng phòng của nàng bị đánh. Từng người một bị gõ thành đầu heo, sau đó Phong Thành ca ca còn tận tình nói chuyện với bọn họ hai tiếng, đám bạn cùng phòng như bừng tỉnh. Hối cảm làm người mới, không chỉ khóc lóc hướng Vĩnh Hoa xin lỗi, mà còn chỉ ra hắc thủ phía sau màn là hội học sinh.
Điều này làm cho nàng chấn kinh, không nghĩ tới thoạt nhìn sự kiện nhìn qua có vẻ bình thường, vẫn còn hắc thủ phía sau. Rất nhanh, người hội học sinh cũng bị đánh, khóc lóc hướng nàng xin lỗi, lại trở tay bán rẻ hắc thủ phía sau, mấy vị giáo sư đáng kính. Vĩnh Hoa trừng to mắt, lão sư. Sau đó lão sư nàng cũng bị đánh, khóc đến nỗi vô cùng đáng thương, sau khi xin lỗi, liền trở tay đem một vị phó hiệu trưởng bán đi. Tiếp đó là hiệu trưởng, sau đó là quan lớn thành ủy, kéo theo càng nhiều người, một người cũng không chạy thoát. Cuối cùng, hơn nghìn người bị đánh thành đầu heo, vô cùng ủy khuất quỳ khối trước mặt Vĩnh Hoa, cùng kêu lên một tiếng, thật xin lỗi. Mang đến phiền toái cho đại tiểu thư Vĩnh Hoa, về sau chúng ta không dám nữa. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1055, nhìn rõ chúng ta, 1. Vĩnh Hoa không biết từ lúc nào, trong đầu một mảnh trống rỗng, như là con rối bị Á Sơn lôi kéo. Toàn bộ quá trình đều nằm trong mắt nàng, nhưng mà sự tình hiển nhiên vượt ngoài phạm trù hiểu biết của nàng. Thẳng đến khi 1.000 người quỳ gối trước mặt nàng, hô to, thật xin lỗi, mang đến phiền toái cho đại tiểu thư Vĩnh Hoa. Nàng mới từ trong mộng tỉnh lại. Nàng há to miệng, một câu không nói đến lời, vẻ mặt mê mang nhìn đám đông trước mặt. Chuyện này kéo dài một ngày, liên lụy toàn bộ thành phố Thắng Lợi, từ sớm đã kinh động đến đội bảo an, cuối cùng kinh động đến quân đội. Nhưng mà đều không có ngoại lệ, toàn bộ cảnh sát cùng binh sĩ, sau khi tiến tới phạm vi cách 5.000 mét, tất cả đều bị Phong Thành dùng niệm như ý giam cầm tại chỗ, không thể động đậy, một câu cũng không nói nên lời. Đủ loại máy bay phi hành, sau khi tiến vào phạm vi vạn mét, tất cả đều bất động, không di chuyển được nữa. Xong việc, Á Sơn chỉ vào một tiểu ca đang khiêng máy quay, tên kia, ngươi tới đây, chính là ngươi. Đem máy quay nhắm vào chúng ta, còn có mấy nghìn tên kia. Trong lòng tiểu ca phóng viên hoảng sợ không thôi, nhưng một chữ không cũng không dám nói, hắn cũng sợ mình bị đánh thành đầu heo, sau đó quỳ rạp xuống đất. Hắn ngoan ngoãn mang theo camera. Sau khi làm xong, hắn mới biết được chuyện gì xảy ra, hắn đang phát trực tiếp. Hắn lại kích động. Đứng trước màn ảnh, Á Sơn rất có kinh nghiệm, lỗ mũi hắn hếch lên trời, gương mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, nhìn rõ ba người chúng ta, về sau gặp, đi đường vòng. Hắn nói xong câu này, trực tiếp mang theo Vĩnh Hoa truyền tống về tiểu thế giới. Phong Thành nhẹ, nhàng cười cười, đưa tay ra hư không nắm lại. Phốc phốc phốc. Đám nhân vật chủ mưu quỳ hàng thứ nhất đột nhiên ngã xuống, mất đi sinh cơ. Bành bành bành, vô số cỗ thi thể không đầu ngã xuống mặt đất. Tất cả mọi người sợ đến ngây người. Sau khi làm xong, Phong Thành cũng truyền tống rời đi. Sau khi Phong Thành rời đi, những người đang bị áp chế, cảm nhận được thân thể thả lỏng, giải trừ giam cầm, bọn hắn khôi phục lại hành động, nhưng ai nấy đều không dám làm liều, chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Rất nhanh, thi thể không đầu khiến đám đông hoảng sợ, tất cả mọi người thét lên chói tai chạy trốn. Hơn 1.000 người đang quỳ bị dọa cho đái ra quần, tay chân nhũn ra, căn bản không đứng dậy nổi, có thể đứng dậy, liền tranh nhau chạy trốn. Hỗn loạn rất nhanh lan tràn khắp thành phố Thắng Lợi, video quay lại hiện trường lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn trên mạng. Hạ Khánh Quân nghe được tin này, ánh mắt trừng lớn, bỗng nhiên đứng dậy, khó tin nói, cái gì? Hơn 49 quan viên của thành phố Thắng Lợi bị giết ở quảng trường Hoa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thư ký liền đen sự tình chấn động này nói ra. Sắc mặt Hạ Khánh Quân tức giận đến đỏ lên, cổ nổi đầy gân xanh, đám khốn nạn. Hắn ở trong thư phòng đi qua đi lại, lập tức nối, thông báo toàn bộ cán bộ cấp thành ủy trở lên, ngày mai 10 giờ tập trung ở Quốc hội, không được vắng mặt. Đồng thời, âm thầm điều tra thân phận của hai người kia. Suy nghĩ một chút, lại nói, gọi thiếu tá Cung Lương lại đây cho ta. Đã rõ. Nói xong thư ký liền rời đi. Hạ Khánh Quy suy nghĩ một chút lại thông qua số điện thoại tư nhân, gọi điện cho các cự đầu trong tất cả ngành, tạm thời triển khai cuộc họp khẩn cấp. Đám binh sĩ không cách nào lại gần bán kính 5 km, máy bay phi hành không thể áp sát lại gần, vẻn vẹn một chảo. Đầu của 49 người trong nháy mắt biến mất, trực tiếp tử vong, có năng lực truyền tống giống Hứa Thế Cường. Dựa theo báo cáo, hai người này tự nhận mình là trợ thủ của Hứa Thế Cường. Có lẽ, không chỉ đơn giản như vậy, bọn hắn đến cùng là ai, có quan hệ thế nào với Hứa Thế Cường? Hạ Khánh Quân cảm giác bọn họ là loại người phản loạn.
Bất quá, bất kể thế nào, Hứa Thế Cường không phải đối tượng để trêu chọc, mấy người kia cũng tương tự như vậy. Hắn vô cùng hiểu rõ, cường đại đến mức như Hứa Thế Cường có thể đối kháng với cả chủng tộc. Chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch nhân. Sau khi video xuất hiện trên mạng xã hội, mọi người đều xôn xao. Không ổn rồi, thành phố Thắng Lợi xảy ra đại sự. Rất nhiều quan viên bị giết chết. Trên video, người kia chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, đầu của bọn họ trong nháy mắt biến mất. Quá máu me rồi. Tin tức động trời. Thành phố Thắng Lợi phát sinh đại thảm án, nghi là do năng lực gia làm. Năng lực gia thật sự tồn tại. Cảm giác bầu trời sắp thay đổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói là bởi vì có người chửi bới Hứa Thế Cường, bị người ta thấy không thoải mái liền giết. Cô bé kia ta biết, chính là cháu gái của Hứa Thế Cường. Trên mạng có tư liệu, có thể tra được. Cái gì cháu gái? Về sau phải gọi là Đại Tiểu Thư Vĩnh Hoa. Chương 1056, nhìn rõ chúng ta, 2. Không gì có thể che giấu được cư dân mạng, rất nhanh toàn bộ quá trình được đào bới ra, khiến cho một đám người khiếp sợ. Ngọa tào. Là Đại Tiểu Thư không thể nghi ngờ, tên nào xui xẻo lại đánh chủ ý tới cháu gái Hứa Thế Cường, ngại chết không đủ nhanh sao. Còn tưởng Hứa Thế Cường từ giới bình dân đi lên, không nghĩ tới bối cảnh còn sâu hơn trong tưởng tượng của ta. Khủng bố, thật hâm mộ Đại Tiểu Thư Vĩnh Hoa. Bị khi dễ liền có người ra mặt, về sau còn ai dám bắt nạt nàng. Không thể nói trước vị kia quá đẹp trai, gặp chúng ta, đi đường vòng. Hai hộ hoa sứ gia kia cũng quá đẹp trai rồi, thật hâm mộ. Quá đẹp trai, hâm mộ. Một câu cuối cùng của Á Sơn, nhìn rõ ba người chúng ta, về sau gặp, đi đường vòng. Trực tiếp bắt nhốt không ít tâm hồn thiếu nữ. Dù cho Á Sơn dưới nhận định của mỗi người là tội phạm tội ác tày trời, nhưng dưới vẻ mặt xuất chúng, khí chất bá đạo, điểm ấy đáng giá để tha thứ. Trở lại tiểu thế giới, Á Sơn thả Vĩnh Hoa ra nói, làm như vậy liền giải quyết xong vấn đề. Vĩnh Hoa ngơ ngác nói, giải quyết xong. Đúng vậy, đã giải quyết xong, qua việc này, bọn họ về sau sẽ không dám nói bậy với cậu cả. Sau đó Phong Thành xuất hiện, nghe đến đây, không khỏi cười lên hặc hặc, ai dám nói, bắt tới đánh cho một trận, ta cam đoan một tên cũng không chạy thoát. Vĩnh Hoa ấp úng nói, chúng ta sẽ không quá mức quá phận đi. Á Sơn nói, bộ dáng này của ngươi, nếu không đánh cho bọn hắn sợ, bọn hắn sẽ lần nữa hướng ngươi khiêu chiến, hiện tại không làm dứt tay, về sau cũng phải làm, đều giống nhau. Phong Thành nói, không sai, điều này ta học được từ Duy Lão Đại đấy, không sai được. Vĩnh Hoa gật gật đầu, coi như tiếp nhận lời nói của hai người. Nhưng rất nhanh, nàng lại khóc lên. Á Sơn kinh ngạc nói, sao ngươi lại khóc? Một lát sau, Vĩnh Hoa thương cảm nói, Á Sơn ca ca, có phải ta ngốc lắm không? Không ngốc, rất thông minh đấy. Vĩnh Hoa lắc đầu, không cần gạt ta, ta tự mình hiểu rõ lấy mình, cũng bởi vì ta đần, không học giỏi, làm mất mặt cậu cả, cuối cùng chuyện mới thành dạng này. Đột nhiên Á Sơn cười lên hặc hặc, còn tưởng rằng là chuyện gì. Ta cùng Phong Thành trước kia so với người đần hơn nhiều, chúng ta theo Duy Lão Đại học tập đã lâu, học thức mới chậm rãi tăng trưởng lên đấy, ngay từ đầu còn không bằng 1/10 của ngươi. Ngươi nhìn ta bây giờ đi, trong đám giáo sư đại học Thắng Lợi, nói thật, bọn họ còn chưa bằng cái móng chân của ta. Phong Thành cũng gật đầu nói, không sai, Á Sơn lão đại thì ta không biết, nhưng ta từ lúc đầu cũng rất đần đấy, rất nhiều thứ đều học không vào. Vĩnh Hoa bán tin bán nghi, thật, thật không? Á Sơn, đương nhiên, hai, chúng ta còn cần đi lừa một tiểu cô nương như ngươi sao? Vĩnh Hoa lần nữa lấy lên dũng khí, vậy học kỳ sau, ta nhất định phải cố gắng học tập, nhất định phải học qua môn. Á Sơn nói, cần gì phải cố gắng, chờ cậu ngươi về, ngươi xin hắn sửa lại đầu mình là xong. Phong Thành cũng cười nói, thái độ ngoan một chút, mang theo đồ ăn ngon, nói không chừng cậu ngươi lại giúp ngươi sửa lại. Vĩnh Hoa hỏi chấm. Nàng tuy rằng không hiểu ý tứ của Á Sơn, nhưng nghe thấy Tô Hạo không ở trong căn cứ, vì vậy hỏi, cậu cả đi đâu rồi? Một bên đi du lịch một bên làm thí nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Như vậy sao? Tiếp đó, Vĩnh Hoa cũng không quay lại trường học, liền dừng lại ở trong tiểu thế giới, theo Á Sơn học tập các loại tri thức. Bởi vì qua chuyện này, giấc mộng thần thánh đại học của nàng cũng trở nên rách nát. Trong quá trình theo học, nàng kinh ngạc phát hiện Á Sơn thoạt nhìn không lớn tuổi,
nhưng học thức vô cùng uyên bác. Vấn đề làm khó nàng, trong tay Á Sơn, chưa đến 2-3 câu liền giải quyết xong. Thoạt nhìn so với giáo sư trong trường nàng còn lợi hại hơn. Đột nhiên có một ngày, Phong Thành hét lên, Á Sơn lão đại, ta đi lấy phi thuyền đi. Á Sơn nói, lấy nhiều một chút, trong khoảng thời gian này ta có thêm không ít kiến thức, kiếm nhiều thêm mấy chiếc về thực hành, tiến triển sẽ nhanh hơn. Phong Thành, tốt Á Sơn lão đại. Nói xong, lóe lên biến mất tại chỗ. Vĩnh Hoa mỗi lần nhìn thấy Á Sơn cùng Phong Thành biến mất rồi xuất hiện, đều có một loại cảm giác không chân thực, vô số lần tự hỏi mình, đây không phải thế giới khoa học kỹ thuật sao? Vì sao ta có cảm giác mình tới thế giới ma pháp vậy? Nàng trợn to hai mắt, Phong Thành ca ca đi đâu vậy? Đi nhặt phi thuyền. Vĩnh Hoa, nhặt cái gì? Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1057, nhặt, cướp, trộm, 1. Sau khi Á Sơn cùng Phong Thành náo một trận ngoài thành phố thắng lợi, liền trở về tiểu thế giới làm việc riêng của mình, một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng mà ở bên ngoài, sự tình đã vỡ lở ra rồi, rất nhiều người yêu cầu chính phủ đem kẻ giết người ra xét xử, đòi lại công bằng cho người đã chết. Dựa theo thuyết pháp của bọn họ, cho dù là thân hữu của anh hùng Hứa Thế Cường, cũng không thể tùy ý bỏ qua luật pháp, tùy ý giết hại. Không bao lâu, chính phủ Cộng Hòa cũng phát ra tuyên bố, đem sự tình công khai, cũng lên án hành vi tàn độc của Á Sơn cùng Phong Thành. Đem hai tên này bắt về quy án, thẩm tra xử lý, sau đó xử quyết. Sau đó, hai gã tù nhân tử hình được chỉnh dung thành gương mặt Á Sơn cùng Phong Thành, xử quyết công khai. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ, cho dù mạnh đến đâu, cũng không phải muốn làm gì thì làm, pháp luật là điểm giới hạn của mỗi người. Sự tình cứ như thế trôi qua, sự phẫn, nộ của dân chúng dần dần bình ổn. Theo thời gian trôi qua, đủ loại hot streak chiếm sự chú ý của mọi người, khiến cho càng nhiều người quên đi sự kiện máu tanh kia. Không bao lâu, bọn họ sẽ đem hai người Á Sơn cùng Phong Thành quên đi. Nhưng danh tiếng đại tiểu thư Vĩnh Hoa vẫn còn đó, người gặp được nàng, thật sự kêu một tiếng đại tiểu thư. Đồng thời, cũng không còn kẻ nào dám đánh chủ ý lên đầu Tô Hạo. Đương nhiên, hạt giống cừu hận không thể không có trong lòng một số người. Nhưng, đối với đám người Tô Hạo mà nói, không sao cả. Mấu chốt nhất chính là, Tô Hạo lúc này còn dạo chơi ở trên hệ Vân Hoàn, cũng không biết chuyện này, dù cho có biết cũng không để trong lòng. Hắn tin tưởng Á Sơn sẽ xử lý thỏa đáng, cùng lắm thì đổi lại trật tự mới, chuyện này cũng phải chưa từng làm qua. Thứ bây giờ hắn đang chú ý tới, còn là khai phát tinh quang dù thế nào. 4 năm sau, trung tâm hành chính thành phố thắng lợi. Hạ Khánh Quân cùng mấy vị quan lớn cùng một chỗ xem một đoạn video. Đây là cảnh quay đến từ một chiếc chiến hạm ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ mà chiếc phi thuyền này chấp hành, chính là thử nghiệm tiểu lập phương toái tinh. Lúc này đã qua hơn 5 năm, chiến hạm rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, cũng đem video gửi lại. Xem hết video, đám quan chức rung động không thôi, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi đầy, có chút khó thở. Bọn hắn nhìn thấy gì? Chính là hy vọng của nhân loại. Chỉ là một khối vuông nho nhỏ, nhưng chỉ qua 2 tiếng, liền hủy diệt một tinh cầu. Không phải là loại như diệt tinh pháo của bát thú tộc chỉ để lại một cái hố to trên tinh cầu, mà là chân chính hủy diệt tinh cầu, hủy diệt từ trong ra ngoài. Trong video, viên tinh cầu này điên cuồng bành trướng, giống như tình cảnh tận thế, sau đó một đống kim loại nhúc nhích nhảy lên. Bọn hắn nhìn thấy cảnh này, toàn bộ người nổi đầy da gà. Đặc biệt là khi ném xuống khí châm lửa, tinh cầu như bị đốt nóng lên, vô số vật chất hướng vũ trụ phun ra ngoài, biến thành một thanh kiếm vàng ngoài vũ trụ. Hưng phấn cùng sợ hãi xuất hiện trong tâm tình, đây là cảm giác bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được. Cũng may sáng tạo loại vũ khí này là nhân loại, mà không phải là bát thú tộc. Cũng may sáng tạo ra loại vũ khí này người, không đem nó thí nghiệm trên Lam Quang. Cũng may sáng tạo ra loại vũ khí này là người, không có tâm tình phản nhân loại. Trong lòng bọn hắn có rất nhiều may mắn, sau đó phát hiện, sự tình phát triển từ trước đến nay, chính là thích hợp. Chỉ cần ở mỗi hành tinh bát thú tộc, ném xuống một khối tiểu lập phương. Tương lai quá mức tốt đẹp, không dám tưởng tượng ra. Sau khi xem xong, tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong rung động, sau đó ai nấy dùng ái mắt lửa đốt nhìn về phía Hạ Khánh Quân. Hạ Khánh Quân cũng hơi bình phục lại tâm tình, thản nhiên nói,
Đây là sản phẩm do Hứa Thế Cường nghiên cứu cùng phát minh. Lại là Hứa Thế Cường. Ta tự hỏi vì sao lãnh tụ lấy sức mình bao che cho hắn? Thì ra là vậy. Lúc trước đều đồn thổi Hứa Thế Cường là thiên tài nghiên cứu. Ban đầu ta nghe còn không tin, hiện tại không tin không được. Hứa Thế Cường chính là tương lai của nhân loại chúng ta. Cái gì? Là Hứa Thế Cường làm ra? Hắn không phải là binh sĩ sao? Dừng! Ngươi bảo thủ cái gì? Binh sĩ thì làm sao? Ngươi xem thường binh sĩ. Ngươi đã sớm không theo kịp thời đại, nhanh chóng về hưu dưỡng lão đi, nhường vị trí của ngươi cho người hiền lên. Ngươi nói ai là người bảo thủ? Sao ngươi không nhường vị trí của mình đi? Lão tử mới 180 tuổi, ngươi đã 400 tuổi sắp nhanh xuống mồ rồi, không phải ngươi bảo thủ thì là cái gì? Lúc trước ai đỏ mặt tía tái mắng Hứa Thế Cường là tiểu tư mao đầu, chuyện gì cũng không hiểu. Hả? Nói qua nói lại, vậy mà song phương lại chửi mắng lẫn nhau. Chương 1058, nhặt, cướp, trộm, 2. Gương mặt Hạ Khánh Quân đen lại, mặc cho hắn tu dưỡng cao thế nào, cũng nhịn không được lửa giận từ dưới bốc lên, đám người này không kiêng nể gì cả, không thấy lãnh tụ như hắn còn có mặt ở đây sao. Hắn mãnh liệt vỗ bàn đứng lên, khó được kiên cường nói, đều câm miệng. Thân phận của các ngươi đâu cả rồi, nếu còn dám ở chỗ này cãi nhau, vậy đều từ chức cả đi. Đối mặt với loại tình huống này, trước đây hắn đều ra mặt hòa giải, nhưng lúc này, Tô Hạo thành công, cho hắn càng thêm nhiều dũng khí. Hắn có dự cảm, gia hỏa Hứa Thế Cường này so với đám gia hỏa ở đây đáng tin cậy hơn nhiều. Hy vọng nhân loại nếu đem đặt lên thân đám lão già này, liền xa vời, nhưng mà Hứa Thế Cường có lẽ thật sự có thể mang tới hy vọng cho nhân loại, mang tới lực lượng đối kháng bát thú tộc. Hạ Khánh Quân một khi nổi đóa, hiệu quả liền có ngay, so với lúc trước ra mặt tận tình hòa giải đơn giản hơn nhiều. Có đôi khi, tính tình táo bạo có thể bớt đi rất nhiều chuyện, không bao lâu liền giải tán. Lần họp này rất đáng giá, bất mãn đối với Hạ Khánh Quân lúc trước bảo vệ Á Sơn cùng Phong Thành cũng triệt để biến mất. Mà giá trị của Tô Hạo chính thức xâm nhập vào trong lòng đám cao tầng. Hệ vận hoàn, trong một mảnh không vực trống rãi, một cỗ áo giáp thủy tinh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, cũng lấy tốc độ cực cao bay đi. Tầng ngoài áo giáp thủy tinh thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành một bộ giáp bó toàn thân, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ đang phân biệt vị trí của mình. Người này đúng là Tô Hạo. Hắn ở hệ vân hoàn, sử dụng tinh quang du phi hành 5 năm rồi. Nhưng mà 5 năm này, tinh vực thăm dò được cũng không nhiều lắm. Nếu xét toàn bộ hệ vân hoàn, phạm vi hoạt động của hắn chỉ là một cái vòng tròn nhỏ. Bất quá, thăm dò mấy năm làm cho hắn đối với tinh quang du lĩnh ngộ càng sâu đậm, không ngừng tối ưu hóa kỹ năng này. Trước kia khi di chuyển, cần tiến vào trong tiểu thế giới, trước sau tốn 30 giây chuẩn bị. Bây giờ căn bản không cần phiền toái. Như vậy, chỉ cần ở bên ngoài cơ thể tạo ra trận pháp đối ứng, có thể trong vòng 5 giây khởi động tinh quang du, tiến vào trạng thái di chuyển với vận tốc vượt ánh áng. So với chiến hạm mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt chính là tinh quang du của hắn không cần khối năng lượng. Chỉ cần có đủ nguyên liền có thể tùy ý vận chuyển. Tính đến giờ phút này, mục tiêu đầu tiên của Tô Hạo là di chuyển với vận tốc vượt ánh sáng đã hoàn thành. Hiện tại, ý định của hắn là dừng luyện tập tinh quang du, quay về Lam Quang, hoàn thành mục tiêu thứ hai. Kế tiếp chính là học tập, kỹ thuật truyền tin giữa các hành tinh. Kỹ thuật này hẳn tương tự với cách mẫu trùng khống chế bầy trùng. Nghĩ tới đây, Tô Hạo không chút do dự, trực tiếp truyền tống về tiểu thế giới ở Lam Quang. Mấy năm nay khi đến được một hành tinh phù hợp, hắn liền đem định vị thạch lưu lại, thuận tiện sau này hành động. Dù cho lần nữa muốn quay về, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu. Sau khi trở lại căn cứ thí nghiệm, Á Sơn cùng Phong Thành lập tức cảm giác được, chỉ trong nháy mắt, hai người bọn họ liền xuất hiện trước mặt Tô Hạo. Duy lão đại, ngài về rồi, xem ra thu hoạch không nhỏ nha. Tô Hạo cười nói, lần thí nghiệm này coi như thuận lợi, ta đã triệt để nắm giữ tinh quang du, có thể ở trong phạm vi tinh hệ vui chơi thỏa thích. Á Sơn nói, chúc mừng Duy lão đại đột phá. Phong Thành tò mò hỏi, Duy lão đại, tinh quang du, thứ này chúng ta học được không? Mấy năm nay hắn tới hành tinh bát thú tộc đô hộ cướp phi thuyền, nếu có định vị thạch sử dụng thì còn đỡ. Nếu không thì di chuyển chay trong vũ trụ, tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa còn không đủ linh hoạt. Hắn vô cùng bức thiết bản thân được như Tô Hạo, ở trong vũ trụ tùy ý dạo chơi,
muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Lại phối hợp với dịch chuyển truyền tống, quả thật quá tự do. Tô Hạo, đương nhiên có thể, kỹ năng này cũng không phức tạp, điểm khó duy nhất chính là phải sử dụng được không gian bình chướng đổi hướng. Các ngươi chỉ cần luyện tập nhiều hơn, rất nhanh có thể nắm giữ, bất quá để muốn làm tới xuất thần nhập hóa, cũng không phải dễ đâu. Ta đã tải tài liệu tinh quang du lên trợ thủ vạn năng, các ngươi có thể xem, tốt nhất mau chóng nắm giữ, tương lai hành động cũng thuận tiện hơn. Á Sơn cùng Phong Thành lóe lên tia sáng, thật tốt quá. Bọn hắn lo lắng nhất chính là như không gian cấp 2 cùng tiểu thế giới, không cách nào học được. Tô Hạo hỏi, các ngươi thì sao? Có thu hoạch gì không? Phong Thành mấy năm nay ở bên ngoài vũ trụ dày vò không ít, trọn vẹn phá hỏng 3 con bát thú thần của ta, cũng không biết thu hoạch ra sao. Mấy năm nay Phong Thành đi cướp phi thuyền không ít, ngay từ đầu còn khá thuận lợi, nhưng về sau bị bát thú tộc khám phá ra quy luật. Dùng quấy nhiễu không gian, khiến hắn khó sử dụng năng lực dịch chuyển cùng truyền tống. Cuối cùng biến thành bia ngắm cho chiến. Hạ bát thú tộc bị bọn họ dùng chủ pháo bắn thành cặn bã. Sau khi liên tiếp làm hỏng 3 con bát thú thần, Phong Thành mới thu liễm lại. Nhặt phi thuyền biến thành cướp phi thuyền, cuối cùng trở thành trộm phi thuyền. Luân lạc tới tình trạng phải đi trộm. Phong Thành còn chưa nói xong, Vĩnh Hoa thở dốc chạy tới. Một bên vừa chạy vừa kêu, cậu cả, cậu rốt cuộc cũng về rồi. Tô Hạo chỉ gật đầu, Vĩnh Hoa, vài năm không gặp, cao lên không ít nha. Vĩnh Hoa một bên liên tục gật đầu, một bên giữ ống tay áo Tô Hạo, cậu cả, van cậu sửa lại đầu cho cháu. Gì? Tô Hạo sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, không khỏi nhìn về phía Á Sơn cùng Phong Thành. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1059, dọn nhà, 1. Á Sơn lúng túng gãi đầu nói, Duy lão đại, chuyện là như vậy. Sau đó đem chuyện mấy năm trước, nói ra đơn giản. Lại nói, Duy lão đại, những tên nhảy ra gây sự kia, bị chúng ta xử lý xong rồi, mấy năm nay yên tĩnh đi rất nhiều. Về người dám nói ngài, cơ bản đã mai danh ẩn tích. Về phần Vĩnh Hoa, ta lo nàng chạy ra ngoài sẽ bị trả thù, vì vậy đem nàng lưu lại tạm thời chỗ này, chờ ngài về rồi đưa ra quyết định. Tô Hạo gật gật đầu, cúi đầu nhìn Vĩnh Hoa nói, ngại bản thân không đủ thông minh. Chuyện này đơn giản, ngày mai tới chỗ ta một chuyến, ta sửa lại não cho ngươi. Vĩnh Hoa không biết ý vị chuyện này thế nào, nhưng thấy cậu cả đồng ý với thỉnh cầu của mình, liền hưng phấn nhảy dựng lên, thật tốt quá. Tô Hạo nhìn Á Sơn cùng Phong Thành, nếu nhắc tới chuyện thông minh, như vậy tiếp theo liền có nhiệm vụ nghiên cứu giao cho các ngươi. Mẫu trùng trong thực tinh trùng có cách gia tăng lên IQ của mình, ta gọi nó là trồng hệ thần kinh. Có thể thông qua phương thức để trứng, không ngừng mở rộng dung lượng đại não, cường hóa đại não, chỉ số thông minh cũng theo đó gia tăng. Trước mắt mẫu trùng mạnh nhất mà ta biết, trí lực cùng tinh thần lực của nó, có thể điều khiển toàn bộ côn trùng trên một khỏa hành tinh, có lẽ còn có thể tiếp tục tăng trưởng, không có hạn mực giới hạn. Vì vậy, ta cần các ngươi hướng mẫu trùng triển khai nghiên cứu, phân tích kết cấu hệ thần kinh của nó, phương thức trồng hệ thần kinh, cùng với cách để xây dựng hệ thống tư duy khổng lồ. Nếu thành công phân tích ra, nói không chừng trí nhớ của chúng ta có thể bay vọt về chất. Giá trị của thực tinh trùng rất cao, bao gồm phương pháp khống chế bầy trùng, phương pháp trồng lên hệ thần kinh, cơ chế lột xác trứng trùng, phương pháp thu hoạch năng lượng cùng chất dinh dưỡng từ bùn đất. Nhưng mà chỉ dựa vào bản thân Tô Hạo, căn bản không cách nào hoàn thành tất cả hạng mục nghiên cứu. Hơn nữa, còn có một phục nhãn tộc đang chờ hắn chạy tới tìm hiểu. Nếu không có người giúp đỡ, hoàn thành những hạng mục này còn cần tốn không biết bao nhiêu năm. Hắn còn phải lo chuyện tuổi thọ, lo chuyện hệ thống vận rủi, lo chuyện tinh thần lực. Có thể nói còn một đống chuyện phải lo. Nếu Phong Thành lúc này trưởng thành, vậy hắn liền không chút do dự an bài cho Phong Thành riêng một dự án. Chỉ là, Phong Thành lúc này còn đang ở đẳng cấp máy tính sơ cấp, muốn đạt tới nghiên cứu viên còn rất lâu, trước phải làm trợ thủ cho Á Sơn. Đại khái tôi luyện thêm mấy trăm năm, liền có cơ hội đảm đương một phía. Tốt, Duy lão đại. Á Sơn cùng Phong Thành đều biết trong tiểu thế giới của Tô Hạo nuôi một bầy trùng nhỏ, chỉ là không nghĩ tới bầy trùng này lại có tích chất đặc biệt như vậy, nhất thời liền hứng thú không thôi. Bất quá để muốn nghiên cứu ra phương thức trồng hệ thần kinh của mẫu trùng, đúng là không dễ dàng. Bọn hắn biết rõ,
chỉ cần là tri thức dính đến đại não, bất kể là vấn đề lớn hay nhỏ, đều vô cùng phức tạp. Giống với việc nghiên cứu tần đoạn tinh thần hóa nguyên, tuy chỉ là một vấn đề nhỏ về sóng tinh thần, nhưng lại tốn không biết bao nhiêu năm. Hôm nay bố trí nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp trồng hệ thần kinh, hiển nhiên càng khó khăn. Á Sơn đã làm tốt công tác trường kỳ nghiên cứu, lại nói, đúng rồi, chúng ta lấy con mẫu trùng trong tiểu thế giới ra nghiên cứu. Tô Hạo nói, đương nhiên không phải, con sâu nhỏ này ta còn có việc khác. Hơn nữa, nghiên cứu này sẽ cần rất nhiều mẫu trùng, các ngươi mang theo Tiểu Lập Phương tới tinh vực thực tinh trùng, bắt lại mẫu trùng, chỗ đó có rất nhiều. Đương nhiên, bản thân tự nuôi dưỡng cũng được, dù sao chỗ đó cũng có nhiều trứng trùng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như cần vật thí nghiệm, có thể tìm hạm trưởng yêu cầu vài tù nhân tử hình. Cũng có thể chạy vào vũ trụ bắt lấy chưng ngư quái dị, chỉ số IQ của chưng ngư không thấp, dùng làm vật thí nghiệm cũng được. Tô Hạo nói như vậy, Á Sơn liền hiểu rõ, đại khái chính là hạng mục thí nghiệm cũng an bài cho ngươi cả rồi. Thiếu gì thì tự nghĩ cách mà lấy, gặp được khó khăn liền đi giải quyết, chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Trước kia Duy Lão Đại còn cung cấp một vài phương hướng nghiên cứu, thậm chí là mạch suy nghĩ, hiện tại chỉ cung cấp mục tiêu mà thôi. Á Sơn nhìn thoáng qua trợ thủ Vạn Năng, xem đánh giá trung cấp nghiên cứu viên của mình, trong lòng không khỏi kích động, ta bây giờ đã đạt đến trình độ này sao? Vậy mà được Duy Lão Đại tín nhiệm như vậy, đem hạng mục nghiên cứu nghiêm chỉnh an bài cho ta. Á Sơn ta tất nhiên sẽ không để cho Duy Lão Đại thất vọng, mẫu trùng. Mẫu trùng, ta tới đây. Lúc này, Vĩnh Hoa ở một bên nhỏ giọng nói, cháu. Cháu có thể giúp gì không? Ba người cười ha hả. Hỗ trợ, có thể hỗ trợ cái gì? Đến đại học còn chưa tốt nghiệp đấy. Đặt trong trợ thủ, chính là đánh giá thấp nhất hỏi gì cũng không biết. Bất quá Á Sơn cũng không bỏ đi tính tích cực của nàng, an ủi, ngươi tới giúp ta đi. Vĩnh Hoa hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó Tô Hạo nói, kế tiếp, chúng ta trước dọn nhà, đem cơ sở chuyển đến hành tinh khác, ở các tinh hệ thành lập cầu trung chuyển tới tiểu thế giới. Tốt Duy Lão Đại. Chương 1060, dọn nhà, 2. Sau khi Tô Hạo trở về, chuyện đầu tiên đem tiểu thế giới ở Lam Quang chuyển tới các hành tinh khác, chỉ lưu lạc một cầu trung chuyển cho hạm trưởng liên lạc. Những hành tinh này có hoàn cảnh rất ác liệt, hắn liền cho tiểu thế giới một vách ngăn ngăn cách, sau đó đổi thành nơi thích hợp để sinh sống. Tốc độ dọn nhà của Tô Hạo cực nhanh, không đến một ngày liền làm xong, tổng cộng có 6 tiểu thế giới. Phân tán khắp nơi trong tinh hệ, giữa hai cái cách nhau cực xa, đem một mảnh tinh vực cực lớn liên thông lại. Vừa chuyển xong, Tô Hạo liền phát hiện hạm trưởng tiếp nhập vào trong tiểu thế giới Lam Quang, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của hắn. Đây cũng không phải do hạm trưởng biết Tô Hạo trở về, mà hắn mỗi ngày đều chạy đến đây một chuyến, xác nhận Tô Hạo có ở đây không. Tô Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hỏi, hạm trưởng, tìm ta có việc gì? Mẹ nội ngươi. Hạm trưởng đột nhiên thấy Tô Hạo xuất hiện trước mặt bị dọa cho giật mình, đạp đạp lui vài bước. Chờ thấy rõ là Tô Hạo, mới bình phục lại, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đại cường, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, sẽ có ngày làm ta bị đột quỵ đấy. Tô Hạo nhìn hạm trưởng một phen, không khỏi tặc lưỡi kêu kỳ lạ, hạm trưởng, vài năm không gặp, ngươi sao lại thành bộ dáng này rồi hả? Nhìn qua, cũng phải 150 cân đi nha. Hạm trưởng lúng túng nói, đừng nói nữa. Thể chất của ta, nghỉ ngơi liền mập lên, nếu không phải một năm trước ta quay về quân đội rèn luyện, chỉ sợ ngươi thấy ta lúc này, càng thêm đồ sộ. Tô Hạo khoa trương nói, đúng là cuộc sống gia đình ấm áp làm người ta tăng cân mà. Hạm trưởng thấp giọng nói, đại cường, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu? Như thế nào ta tới đều không gặp ngươi? Tô Hạo, mấy năm nay học được năng lực mới, dạo chơi trong vũ trụ, cảm giác cũng không tệ lắm. Hạm trưởng trừng to mắt, cái gì? Học được năng lực mới. Thật lợi hại, mấy siêu năng lực ngươi đưa cho ta, ta còn chưa nắm giữ hết đây. Có thể nói là năng lực gì không? Tô Hạo, ta gọi nó là tinh quang du, một năng lực bình thường không có gì mới, nhân loại cùng bát thú tộc đều biết. Tinh quang du, hạm trưởng không hiểu rõ lắm, trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, đại cường, cái tiểu lập phương toái tinh còn không? Công nghệ chế tác cụ thể là gì? Chúng ta có kế hoạch sản xuất số lượng lớn, làm vũ khí đối phó với bát thú tộc. Tô Hạo khẽ cười nói, công nghệ này ta đang sửa sang lại, qua một đoạn thời gian nữa sẽ giao cho người.
bất quá yêu cầu trình độ kỹ thuật vô cùng cao, hơn nữa còn hết sức phức tạp, kỹ thuật của các ngươi lúc này chưa chắc đã làm ra được. Đối với loại vũ khí vượt thời đại này, giao ra ngoài cũng không sao cả, dù sao đối với hắn cũng chẳng có ảnh hưởng. Mấu chốt chính là, nếu không có nguyên, vậy sản xuất nhiều tiểu lập phương toái tinh cũng chẳng có tác dụng gì. Về phần nói người thế giới này bí mật nghiên cứu ra nguyên, dưới nhận định của Tô Hạo, đây là chuyện không thể nào, cũng không liên quan đến chuyện khó hay dễ. Hạm trưởng vung tay nói, không sao, trước thử xem, không được rồi tính tiếp. Hạm trưởng cho rằng chuyện này liên quan đến kỹ thuật cùng tài liệu, nhân loại cố gắng liền có thể làm được. Lại trò chuyện chốc lát, hỏi thăm nhu cầu của Tô Hạo xong, hạm trưởng nhỏ giọng hỏi, Đại Cường, sự tình truyền tống, có tiến triển gì chưa? Tô Hạo nói, ngươi nói truyền tống trận, chuyện này hơi khó một chút, bất quá đợi thêm vài năm, liền không sai biệt. Chứ cứ kéo thêm vài năm sau trực tiếp ném tới một bộ truyền tống trận cho bọn họ mần mê là được. Suy nghĩ một chút, Tô Hạo lại nói, đúng rồi, ta muốn hai bộ thiết bị truyền tin viễn tưởng, cộng thêm trung tâm thao tác, đây là thứ rất quan trọng trong truyền tống trận. Hạm trưởng nghe thấy đồ vật có liên quan đến truyền tống trận, liền không nghĩ ngợi mà đáp ứng. Hạm trưởng cau mày nói, hai bộ thiết bị truyền tin thì còn dễ làm, tốn một năm có thể làm xong, nhưng mà trung tâm thao tác không dễ làm ra, cần ít nhất 3 năm mới xong. Mấy thứ tiền bạc bạc gì đó, đối với hạm trưởng không quan trọng, hắn suy tính thời gian thành phần, vấn đề tài liệu sản xuất, chỉ cần có tài liệu, liền dễ dàng sản xuất ra được. Dưới suy nghĩ của hắn, Tô Hạo không đòi hỏi quá nhiều, ngược lại còn rất ít. Kỹ thuật truyền tống đáng giá bao nhiêu? Căn bản không cách nào dùng tiền bạc hay tài nguyên để tính toán. 3 năm đối với Tô Hạo cũng không phải lâu, hắn tỏ ra không sao cả nói, được. Giúp ta nhanh chóng sản xuất. Đúng rồi, siêu năng lực các ngươi phát triển thế nào rồi? Hạm trưởng biểu diễn một đống kỹ năng như mèo ba chân cho Tô Hạo xem, sau đó đắc ý nói, ta đây thuộc về cao thủ trong cao thủ, ở trong cấp bậc siêu năng lực, thuộc về cấp 3. Thế nào, cũng không tệ lắm đúng không? Tô Hạo, coi như cũng được. Hạm trưởng lại nói, mấy vị nghị sĩ có ý định đem phương pháp tu luyện siêu năng lực từng bước truyền bá ra ngoài. Sau đó vài năm sau liền thiết lập là một môn học, tổ chức vào kỳ thi đại học, tuyển chọn nhân tài tương ứng, tạo thành binh sĩ siêu năng lực. Khóe miệng Tô Hạo chậm rãi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ 10 năm sau, có thể thu hoạch một phần thí nghiệm lấy điểm phá vạn pháp rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Nhật ký Thành Thần Của Ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.